Mộng hài, khế ước đàn ukulele tại cây. Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hào môn kinh mộng hài, khế ước đàn ukulele tại kênh YouTube Người đứng trong gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 37, chương 32, gia nghiệp to lớn. Giang Mặc Viễn vốn đang cười thì ánh mắt chợt sững lại. Em vốn muốn gọi điện nói anh về, nhưng mẹ nói mẹ ngồi một chút sẽ đi ngay. Chàng Nam Thần thấy vẻ mặt anh thay đổi, trong lòng cảm thấy hơi đau, nghĩ nghĩ rồi nói: mẹ nói cùng bà về Bắc Kinh thăm bạn cũ, em nghĩ chắc sau đó ba mẹ cũng chưa đi đâu được, anh hẳn nên bên cạnh bà mẹ. Nghe vậy, ánh mắt anh dừng trên mặt cô, không tiếp lời cô, ngược lại thấp giọng hỏi: mẹ nói gì với em? Mẹ hỏi ngày diễn ra lễ hôn lễ, còn nói sẽ cùng bà đến tham dự. Giang Mặc Viễn có chút đăm chiêu. Mặc Viễn. Thế anh im lặng, Chàng Nam Thần khẽ gọi tên anh. Nụ cười lần nữa khôi phục trên môi anh, kéo kín áo khoác của cô lại, nhẹ giọng nói: như vậy rất tốt. Anh không sao chứ? Chàng Nam Thần nhìn anh hỏi. Không sao, sắp đến giờ rồi, đi đăng ký đi. Chàng Mặc Viễn vỗ đầu cô cười như gió xuân. Chàng Nam Thần gật đầu cầm lấy túi. Lời nói của bà Giang cô không định kể cho Giang Mặc Viễn nghe, nhất là chuyện căn nhà. Tuy rằng cô rất nóng lòng muốn hỏi anh là chuyện gì, nhưng lúc này hỏi rõ ràng là nói ra ý của bà Giang với anh. Quan hệ giữa anh và bà mẹ đã không hòa hợp rồi, cô không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Về phần căn cứ thứ học viện kia, đừng nói cô chẳng có lòng dạ nào mà muốn, cho dù muốn cũng không được. Ý tứ của bà Giang rất rõ ràng, thái độ coi khinh như vậy dù cô ngốc cách mấy cũng có thể cảm nhận được. Tình yêu đổ trác, vậy thì coi như giữ lại chút tôn nghiêm đáng thương cuối cùng đi. Cô sẽ chủ động đợi Giang Mặc Viễn đề cập đến chuyện này, ít ra cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới thái độ của anh với mẹ mình. Phi cơ bay xẹt qua bầu trời Bắc Kinh, Giang Mặc Viễn vẫn ngồi trong phòng nghỉ chưa đi. Nhân viên công tác đỏ mặt bưng tách cà phê dựa đến, lúc cúi xuống đặt trước mặt anh, thuận tiện đảo mắt nhìn anh một chút. Chỗ cà phê đó vẫn không nhúc nhích, hương cà phê quanh quẩn bên người. Thật lâu sau, Giang Mặc Viễn lấy điện thoại di động ra, sau khi nghịch trong tay một lúc mới nhấn một dãy số. Đầu dây bên kia không bao lâu liền được kết nối xong thì đối phương vẫn không nói gì. Giang Mặc Viễn âm thầm hít sâu một hơi, thở nhẹ ra, lúc lên tiếng lại nhẹ nhàng trầm thấp. Cảm ơn bà mẹ có thể đến tham dự hôn lễ. Bà và mẹ sở dĩ tham dự hôn lễ của con, chẳng qua không muốn làm mất thể diện nhà họ Giang. Còn rõ ràng điều đó mà. Tiếng nói bà Giang lạnh đạm. Con biết, nhưng vẫn cảm ơn. Giang Mặc Viễn mặt không biến sắc, hồi lâu lại hỏi. Bây giờ, ba và mẹ vẫn còn ở Bắc Kinh. Đã rời khỏi rồi. Trong mắt Giang Mặc Viễn ít nhiều nổi lên sự mất mát. Vậy, chúc ba mẹ thượng lộ bình an. Đầu dây bên bà Giang im lặng một chút, khi nói lại rất thấm thía. Mặc Viễn, có lời mẹ vốn không muốn nói, nhưng con đã gọi điện, mẹ không thể không nói. Mẹ cứ nói đi. Giang Mặc Viễn điều chỉnh tư thế ngồi, đầu dây bên kia như thở dài. Mẹ thực sự không hiểu, rốt cục con yêu Sa Lâm nhiều bao nhiêu mới có thể nhớ mãi không quên dù nó đã chết. Thậm chí nực cười đến nỗi cưới một cô gái có diện mạo ỉ hẹt nó về làm vợ. Không phải con không biết, ba mẹ vừa nhìn thấy khuôn mặt đó thì liền đau lòng. Con làm vậy chính là đang đâm dao vào tim bà mẹ đấy. Mẹ à, con cưới Chàng Nõn Thần không phải vì Sa Lâm. Giang Mặc Viễn giơ tay ra xòa huyệt thái dương. Cho dù con có thực sự yêu Chàng Nõn Thần, chẳng qua là bởi vì nó giống Sa Lâm thôi. Tiếng nói của bà Giang có vẻ không vui. Năm đó là con chính miệng thề thốt sẽ không có quan hệ và tiếp xúc gì với Sa Lâm nữa, nếu không sẽ nhận lấy trừng phạt. Con mang Chàng Nõn Thần về nhà họ Giang là muốn chứng minh điều gì? Dùng sự đau đớn thể xác của con để ép bà mẹ tiếp nhận nó ư? Mẹ. Mặc Viễn, mẹ nói cho con biết, mẹ sẽ không chấp nhận Chàng Nõn Thần. Bà con cũng vậy. Tùy nó thực sự vô tội, nhưng hết cách rồi.
Mẹ chỉ cần nhìn thấy mặt nó, e là chỉ một chút nét tương đồng thôi, thì mẹ cũng cảm thấy toàn thân không thoải mái. Thậm chí càng nhớ đến em trai con bị hai đứa bức tử như thế nào. Giảng Bạc Viễn nhắm mắt lại, bàn tay đặt trên đùi siết chặt lại. Con đã quyết định cưới Chàng Loạn Thần, ba mẹ cũng chẳng có biện pháp. Lúc sáng ở nhà con, mẹ có nói với Chàng Loạn Thần là nó không xứng với con, nhưng thực tế mẹ lại cho rằng là con không xứng với nó. Tiếng bà Giảng thật khè khắt. Nếu không phải nó trông giống Xà Lâm, mẹ nghĩ mẹ sẽ thích nó. Mẹ chưa từng gặp quả cô gái nào trong sáng như vậy. Có thể xem một người ích kỷ như con là người tốt. Mẹ còn chưa bao giờ nghe thấy có người vợ nào lại dùng từ này hình dung chồng mình, nhất là dùng từ này để hình dung con. Giảng Mặc Viễn mở mắt, giọng nói lạnh nhạt. Con không hiểu ý nghĩa của lời này cho lắm. Con là đứa thông minh nhất trong hai đứa con trai của mẹ, sao lại không hiểu ý của mẹ chứ? Con là con mẹ, đứa hiểu bản tính của con, từ nhỏ đến lớn con muốn thứ gì sẽ cố gắng chiếm cho bằng được, thậm chí là bất chấp tất cả. Đừng tưởng rằng mẹ không biết con dùng cách gì để lấy được Chàng Loạn Thần. Bà Giảng như thật mệt mỏi, thở dài. Mạc Viễn, giấy không gói được lửa đâu, sự ích kỷ của con đã hoàn toàn phá hủy Chàng Loạn Thần. Nếu có một ngày bị nó phát hiện, con sẽ hoàn toàn mất đi nó. Sẽ không, con sẽ không để xảy ra chuyện này. Giảng Mạc Viễn nắm chặt tay, trong mắt co rút. Con không phải thần thánh, tay con che trời cũng có hạn thôi, còn lừa nó rồi sẽ có một ngày chân tướng bị bại lộ. Cho dù thực sự có ngày đó, con cũng sẽ không buông tay cô ấy ra. Giọng điệu Giảng Mạc Viễn chuyển lạnh, nhấn mạnh từng chữ. Đầu dây bên kia thoáng im lặng, lúc sau lâu bà Giảng mới buông tiếng thở dài. Mẹ biết con sẽ như vậy mà, tự giải quyết cho tốt đi. Cuộc gọi kết thúc, Giảng Mạc Viễn lặng lặng nhìn di động, con người càng thêm u ám. Đúng vậy, thứ gì là của anh, ai cũng đừng hòng cướp đi. Giao thừa ở cổ trấn lúc nào cũng náo nhiệt, chợ phiên kéo dài đến giữa trưa giao thừa mới hết. Đợi sau khi Chàng Loạn Thần về nhà, ba mẹ cô đã mua túi lớn túi nhỏ ở chợ sách về. Thời tiết bên ngoài thật tốt, không có mưa, hàng xóm qua lại càng thêm thường xuyên, mang hạt dừa mứt khô cùng chút quả đến biếu tặng lẫn nhau. Trên con đường dài đá đầy tiếng cười của bọn trẻ, dưới cây cổ thụ ngàn năm, bọn trẻ vây quanh nhau cùng làm đèn lồng đơn giản, dùng để thêm giao thừa và rạng sáng mùng một chúc Tết lẫn nhau. Nhà nhà đều chuẩn bị sẵn bao lì xì để phát cho lũ trẻ. Nhà họ Chàng cả ngày đều bận rộn, hàng xóm qua chúc Tết không ít, bởi vì sự cống hiến của nhà họ Chàng với cổ trấn đã được người dân nơi đây tôn trọng. Ăn cơm đại khái, Chàng Loạn Thần liền giúp mẹ gói sủi cảo. Bà cô ngồi trong sân nhàn nhã làm đèn hoa đăng, miệng còn hát điệu dân gian của Bắc Kinh. Cửa sân rộng mở, có mấy bạn nhỏ nhà hàng xóm vui cười đi ngang qua. Bà cô sẽ chia cho bọn nhỏ vài cái đèn hoa ông làm. Trước giờ, cổ trấn đều có một truyền thống, không biết lưu truyền bao đời này, bởi vì dân cổ trấn thuần hậu, chất phác, tối không có trộm, cho nên buổi tối người dân ở đây hiếm khi khóa cửa, chỉ móc hầu. Đến đêm giao thừa, cửa nhà ải cũng rộng mở, mang hàm ý hoan nghênh hàng xóm đến thăm. Điệu hát dân gian truyền vào trong nhà, bà Chàng cười, nói với Chàng Loạn Thần. Nhìn xem, cả đời ba con cũng chỉ biết hát mỗi bài này. Lại nói xấu gì sau lưng tôi đấy? Bởi vì cửa nhà cũng để mở, ông Chàng thính tai nghe thấy, cố ý hỏi vọng vào. Chàng Loạn Thần và mẹ cô không nhịn được bật cười ha ha. Ngoài sân, ông Chàng lại cào giọng hát điệu dân gian. Nhìn khẩu dù không nhiều bằng nhà khác, nhưng quan trọng là vui vẻ. Chàng Loạn Thần trở về nhà sẽ dễ dàng cảm giác được niềm vui này. Gói xong cái rùi cào trong tay, đặt sang một bên rồi nói. Vẫn là nhà chúng ta tốt nhất. Nhà cô tuy gia cảnh bình thường, nhưng lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Nghĩ đến Zurich, nhà họ Giảng gia nghiệp to lớn nhưng lại thiếu thứ hạnh phúc đơn sơ này, không khỏi cảm thấy đau lòng thay cho Giảng Mạc Viễn. Sau khi về nhà, ba mẹ có hỏi qua gia cảnh nhà họ Giảng, Chàng Loạn Thần cũng lựa mặt tốt mà nói, che giấu chuyện kinh hồn bạt vía kia, cô không muốn để bà mẹ lo lắng. Bà Chàng gói nhanh sủi cảo, sau khi nghe Chàng Loạn Thần kể xong thì thở dài. Cái tên Giảng Phong này, bà và mẹ đều từng nghe nói, không ngờ bây giờ lại thành cha chồng con. Mẹ chồng con cũng không đơn giản đâu, tên là Lâm Kỳ đúng không? Chàng Loạn Thần đang chuẩn bị nhét nhân vào bánh sủi, nghe vậy thì ngạc nhiên. Cái này con còn không biết, mẹ quen biết à?
không phải mẹ quen biết, là những sinh viên ở thời đại của mẹ đều biết. Có lẽ là tin tức mà mọi người quan tâm nhất thời bấy giờ. Bà chàng nhanh nhẹn nhét nhân bánh sủi, lại lấy cái thau trong đó có bột bánh già nhào nặn. Giang Phong Lâm Kỳ chính là một tình yêu truyền kỳ, ai mà không biết. Mẹ, mẹ kể cho con nghe với. Chàng nõn thần nghe mà hiếu kỳ. Giang Phong chắc mẹ không cần nói nhiều con cũng biết. Ông ấy là một trong những người sớm giàu có nhất trong nước, thậm chí là người ưu tú. Ngay lúc ông ấy tiếp nhận phỏng vấn từng nhắc đến, có một lần ông ra nước ngoài làm ăn liền quen biết Lâm Kỳ. Lâm Kỳ có thể người trong nước không biết nhiều về bà ấy, cho dù có biết cũng là thông qua Giang Phong. Lâm Kỳ là người Hoa Kiều, là nhà vật lý học nổi tiếng. Bà ấy từng đưa ra rất nhiều khái niệm khoa học mà hiện giờ vẫn còn được quốc gia xem trọng. Đương nhiên, quốc gia mà mẹ nói là Thụy Sĩ, không phải Trung Quốc. Cả nhà họ Lâm đều làm nghiên cứu khoa học. Ba của bà ấy còn hứng thú với vật lý học lượng tử, còn nghiên cứu chung một đề tài khoa học với Hawking. Gia đình của Lâm Kỳ như một báu vật quốc gia được nhà nước bảo vệ. Giang Phong yêu Lâm Kỳ vì bà ấy mà bỏ hết tất cả sự nghiệp trong nước, cho nên lúc ấy trong nước chấn động không nhẹ. Chàng nói thần nghe mà kinh ngạc, dừng động tác, nuốt nước bọt, giàn làn nói. Người mẹ nói chính là khoa học vĩ đại, bị liệt toàn thân, Hawking. Đúng vậy. Bà chàng gật đầu có chút đăm chiêu. Không ngờ gia thế Giang Mặc Viễn lớn như vậy, càng không ngờ bà chồng còn lại nổi tiếng như vậy. Mẹ còn nhớ từng đọc quả luận văn của Lâm Kỳ. Lúc ấy, luận văn của bà đạt được giải thưởng trên trường quốc tế, rất lợi hại. Chương 33. Dưới pháo hoa. Chàng Loan Thuần hoàn toàn bị kinh ngạc. Giang Mặc Viễn chưa từng nói qua chuyện này với cô, trong đầu lại hiện lên gương mặt cao sang xinh đẹp của mẹ chồng lúc sáng, chỉ cảm thấy như cách nửa đời. Còn đó, làm vợ người ta thì phải chú ý ngôn ngữ, hành trừ cử chỉ. Hiện giờ truyền thông chưa biết chuyện này, một khi biết rồi, chắc chắn con sẽ trở thành tiêu điểm. Bà chàng dặn dò. Những điều quan trọng nhất là phải khiến bà mẹ chồng vui vẻ, như vậy gia đình mới hạnh phúc được. À đúng rồi, nghe nói điểm ấy Lâm Kỳ làm không tốt, mẹ của Giang Phong nổi tiếng là khó hầu hạ. Hồi trẻ mẹ con nhìn thấy bà ấy trên báo, lần này con đến có gặp bà nội không? Dạ, không có. Chàng Ngẫn Thần ngạc nhiên, Giang Mặc Viễn vẫn còn có bà nội. Chắc là còn sống, nghe nói bà ấy suốt ngày nhào dù bốn biến, thường xuyên đi làm từ thiện. Bà chàng cầm cái cán bột gõ nhẹ trước mặt cô. Sản nghiệp nhà họ Giang rắc rối phức tạp, sao con lại chẳng có để tâm chút nào vậy? Chàng Ngẫn Thần không hiểu ra sao. Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Phụ nữ đó phải giữ lại cho mình đường lùi. Nhà họ Giang chỉ có một đứa con trai, tuy rằng con không dính dáng gì đến tài sản nhà họ, nhưng ít nhiều thì cũng phải để dành chút tiền riêng. Bà chàng thấp giọng nói. Chàng Ngẫn Thần mím môi cười, cố ý nói. Người Thượng Hải tính toán kinh thật. Sau đó là bồi thêm một câu, bụng dạ hẹp hòi. Con nhỏ này, mẹ là lo trước tính sau. Bà chàng cười cười. Vậy lúc mẹ theo bà cũng chuẩn bị sẵn sàng thế à? Chàng Noãn Thần chọc ghẹo. Bà con hả? Trên đời này nào có mấy ai thành thật đáng tin như bà con chứ? Bà chàng cười nói. Chàng Noãn Thần nói hùa theo. Đúng đúng, người đàn ông tốt nhất trên đời này đã lấy mẹ con rồi. Đương nhiên. Bà chàng không nhịn được bật cười thành tiếng. Trong lòng chàng Noãn Thần thấy thật ấm áp. Mùa đông ngày ngắn còn chưa đến giờ ăn cơm chiều, trời đã tối. Khi hoàng hôn hoàn toàn buông xuống, không trung tối đen được đèn lồng đỏ treo khắp nơi cổ trấn thắp sáng. Các bạn nhỏ gấp rút rủ dây nhau đi bắn pháo hoa. Trong nhà hết muối, Chàng Noãn Thần ra ngoài mua muối. Trong không khí lãng đãng mùi thuốc pháo, có bạn nhỏ vui cười chạy qua cầm pháo hoa trong tay đùa giỡn. Chàng Noãn Thần nhìn chúng chơi vui liền dừng bước mỉm cười. Cảm giác ngày Tết luôn rất tốt. Cô còn nhớ rõ hình ảnh lúc nhỏ mình còn cầm đèn lồng đèn chạy khắp nô thôn làng. Khi đó cô được nhận tiền lì xì, còn bây giờ đến lượt cô phát bao. Cách đó không xa lại hiện lên pháo hoa muôn màu muôn vẻ. Dưới pháo hoa, mặt cô được ánh lên rạng rỡ. Cô nhìn đến khi pháo hoa tàn, trước mắt dường như hiện ra gương mặt của Cố Mặc. Đó là đêm trước khi thi đại học, giao thừa năm ấy, Cố Mặc cầm pháo hoa đến tìm cô, mượn cớ trước khi thi phải thả lỏng tâm trạng. Đêm ba mươi ấy, bọn họ vui cười phóng hàng loạt pháo hoa. Đêm giao thừa ấy cũng chẳng sáng sao thừa hệt như đêm này, không mưa. Cố Mặc,
Không biết từ khi nào cái tên này mỗi lúc mỗi xa rồi, chỉ là mỗi khi đột nhiên nhớ tới, đáy lòng chỉ còn lại nỗi phiền muộn mờ hồ. Có lẽ một khi thứ hy vọng xa vời tàn biến mất, người ta có thể lần nữa bắt đầu. Cô hy vọng Cố Mặc có thể làm lại từ đầu, bởi vì cô đã quyết định bắt đầu lại từ đầu. Đời người rất ngắn, sống lạc quan vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Tiếng pháo hoa bùm bùm ở cách đó không xa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nhìn thấy đám nhỏ đã chạy sớm chạy xa, cô mỉm cười tiếp tục bước đi. Bà cô đã mang rượu ngon nhất ra, tuyên bố phải uống say một phen với Giảng Mạc Viễn. Mẹ cô thì cứ nhắc luồn miệng, sao trễ thế này còn chưa về. Chàng Nhãn Thần mượn cớ đi ra ngoài mua muối, cốt yếu là muốn gọi điện cho Giảng Mạc Viễn. Vừa mới bóc điện thoại ra, không ngờ nó lại reo lên. Là Giảng Mạc Viễn, Chàng Nhãn Thần ngạc nhiên một lúc mới nhấn nút nghe máy. Tới rồi sao? Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói tràn đầy áy náy của Giảng Mạc Viễn. Nhãn Nhãn à, xin lỗi em, chỗ anh vẫn còn bận rộn, đêm giao thừa không thể về rồi. Hả? Cô dừng bước, một tay đút vào túi áo cầm chặt tiền. Việc này rất khó giải quyết sao? Ừ, có chút. Giảng Mạc Viễn khẽ thở dài. Vậy... Chàng Nhãn Thần cắn môi điều chỉnh tâm trạng một chút. Không sao đâu, em sẽ nói với bà mẹ một tiếng, anh cứ yên tâm làm việc đi. Giận à? Tiếng nói Giảng Mạc Viễn dịu dàng. Không có. Chàng Nhãn Thần khẽ nói. Vậy anh có phải cầu chấn không? Chuyện này phải xem tình hình đã. Giảng Mạc Viễn nói. Ờ. Chàng Nhãn Thần hơi thất vọng. Em ở nhà ăn Tết vui nhà, anh sẽ cố gắng xử lý nhanh công việc rồi về cổ trấn. Giảng Mạc Viễn dặn dò. Ừ, nhưng mà anh đừng nóng lòng quá, chỗ em không có chuyện gì đâu. Chàng Nhãn Thần thân thiết nhắc nhở anh. Lúc điện thoại cắt đứt, cô nhạy cảm nghe được có tiếng pháo hoa, hơi buồn bực. Bất luận là công ty hay chỗ ở của Giảng Mạc Viễn đều không phải là nơi cho phép bắn pháo hoa. Cũng không muốn nghĩ sâu hơn nữa, mua muối xong rồi thì mau về nhà thôi. Bước chân có hơi nặng nề, trong lòng ít nhiều có chút không vui. Không khí vui mừng dường như cũng giảm đi rất nhiều. Lồng ngực có hơi buồn bực, cô tăng tốc muốn mau chóng về nhà. Đi qua hai khúc quanh, không biết pháo hoa nhà ai phóng rất nhiều, sáng hẳn một góc trời hệt như ban ngày. Chàng Nhãn Thần đưa một tay lên che mắt lại, còn chưa kịp làm động tác tiếp theo, dưới bầu trời đêm, pháo hoa làm phồng nền, người đàn ông lặng lặng đứng ở đó, dáng người cao to rắn chắc, sau lưng là mấy đứa nhỏ đang vui cười đùa giỡn. Sự xuất hiện bất ngờ này của anh khiến bước chân chàng Nhãn Thần đứng hẳn. Bóng đêm đan xen cùng pháo hoa, anh mặc một chiếc áo khoác dài màu xám trò, bên trong là bộ com lê tinh xảo, mang cà vạt màu nâu đậm, không cài nút áo khoác. Gió xung quanh thật nhẹ, khẽ tung quà vạt của anh lên. Anh đứng đó, một tay cầm hộp quà mỉm cười nhìn cô đứng cách đó không xa, không hề chớp mắt, nụ cười bên môi tựa hồ mang theo chút nồng chiều. Chàng Nhãn Thần nghĩ mình nhìn nhầm, cố gắng mở thò mắt hơn, cho đến khi anh đặt đồ đạc trong tay xuống rồi giang hai tay về phía cô. Một dòng nước ấm áp không từ ngôn từ nào tả nổi lan tràn trong lòng chàng Nhãn Thần. Sự kiềm nén tích tụ trước đó bỗng chốc tan biến, cô bất giác bước nhanh hơn, chỉ khi chỉ còn cách anh vài bước thì cô chạy đến, nụ cười bên môi anh càng rộng mở. Nụ cười này ôn hòa chiếu vào mắt chàng Nhãn Thần, rồi lan ra lòng trong lòng, sự rung rướng vừa mới nổ tung khuếch thoáng tán, thổi thúc cô xa vào lòng anh, khoảnh khắc áp má vào lồng ngực anh, cô như nghe tim mình đập rộn rã. Hai cánh tay anh thuận thế vòng ôm cô, rắn chắc và mạnh mẽ. Quanh cơ thể tràn ngập mùi hương dễ chịu thuộc về riêng anh. Cô lại nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn có lực của anh. Thứ cảm giác kỳ lạ này, ngay tại khoảnh khắc ấy, cô đã cảm thấy trái tim cô và trái tim anh như đã xích lại gần nhau. Mãi cho đến khi nhìn thấy anh bất ngờ xuất hiện, cho đến khi cô nhào vào lòng anh, chàng Nhãn Thần mới ý thức được rõ ràng cô vui vẻ bao nhiêu. Đêm giao thừa này, hình như bởi vì sự xuất hiện của anh mới càng thêm hoàn chỉnh. Sao anh lại gạt người ta chứ? Thật lâu sau, cô mới ngẩng đầu, đánh ảnh một cái. Giảng Mạc Viễn cúi đầu cười, để mặc cô đánh để hà giận. Để tạo bất ngờ cho em. Lớn cả rồi anh còn như vậy. Trong lòng chàng Nhãn Thần tràn đầy cảm động, ngoài miệng là không buông tha anh. Giảng Mạc Viễn ôm chặt lấy cô, cúi đầu nhìn cô. Nếu không sao anh biết được, em rất cần thiết muốn gặp anh chứ?
Khi anh nhìn thấy cô vội vã bước về phía anh, thậm chí là nhào vào lòng anh, toàn thân anh như tan chảy. Từ lúc tiễn cô lên máy bay đến lúc anh xuất hiện ở cổ trấn này, chỉ vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà anh ước gì có thể tận dụng hết nó. Rốt cục cũng giải quyết xong công việc để chạy đến đây. Nhìn thấy cô dưới pháo hoa, khoảnh khắc ấy anh phát hiện anh thực sự rất nhớ cô, tuy chỉ xa nhau vài giờ. Em đâu có. Trang Lãng Thuần trong lòng hoảng hốt, cúi đầu, pháo hoa nở rộ trong không trung, rõ ràng chiếu ra gương mặt đang đỏ ửng của cô. Giả Mạc Viễn không ép cô phải thừa nhận, chỉ mong cô ngồi cười cười. Không được cười. Cô càng ngượng hơn, dứt khoát đưa tay che miệng anh lại. Dầu mới nhú trên cằm anh đâm vào tay cô hơi nhột, cô lấy tay ra lại bị anh kéo đến đặt lên hồn một cái. Dưới pháo hoa, cô hệt như con thú cưng sinh động khiến anh yêu thương. Ra ngoài mua đồ à? Anh khẽ hỏi. Chàng Noãn Thuần gật đầu, lắc lắc bảo muối trong tay. Trong nhà hết muối. Giả Mạc Bến cười nhận lấy, lại cầm hộp quà lên, chưa ra một tay nắm lấy tay cổ trách cứ. Ra ngoài mà không mang bao tay à? Vì gần mà. Cô cười nói. Giả Mạc Bến lắc lắc đầu bất đắc dĩ, nắm tay cổ nhét vào trong túi áo. Lòng bàn tay ấm áp to lớn, hòa tan nhiệt độ lạnh lẽo của bàn tay cô. Về nhà thôi. Chàng Noãn Thần gật đầu để mặc anh nắm tay mình. Pháo hoa càng được phóng lên nhiều hơn, hai người chậm rãi đi về nhà. Cơm tất niên, ông bà chàng ăn rất vui vẻ. Chuyện này không thể không nhắc tới bản lĩnh cao siêu khiến mọi việc suôn sẻ của Giảng Mạc Viễn. Quà Giảng Mạc Viễn mang tới cũng không linh kỉnh chút nào, mà là mua được món quà chính xác, hai ông bà ngưỡng mộ trong lòng. Nhất là bà chàng suốt đêm đều cười tè tuét. Hôm lễ năm sau đều do Giảng Mạc Viễn một tay chuẩn bị. Ông bà chàng cũng không có ý kiến gì nhiều. Đối với tập tục lễ cưới, Giảng Mạc Viễn đương nhiên cũng rất tôn trọng, cũng đề cập đến từng cái. Tối nay đa số lời nói đều xoay quanh chủ đề hôn lễ. Sau đó Giảng Mạc Viễn kể rõ gia cảnh của mình. Đương nhiên anh không đề cập đến chuyện đã xảy ra ở Zurich. Đây cũng là ý của chàng Noãn Thần. Ông bà chàng nghe nói bên thông gia cũng không có ý kiến gì về hôn sự này nên cũng yên tâm, chuyện khác cũng không hỏi nhiều. Mạc Viễn à, đây là lần đầu tiên có ăn Tết ở Trung Quốc. Người Trung Quốc ăn Tết rất chú trọng tập tục thức và đêm hôm giao thừa. Chờ đến rạng sáng mùng 1 còn có thể theo chàng Noãn Thần đến bãi hoa đăng. Đây chính là tập tục của cổ trấn chúng ta, không thể bỏ qua. Bà chàng càng nhìn còn rẻ càng thích, không ngừng gắp thức ăn vào chén anh. Chương 34, chúc mừng năm mới. Giảng Mạc Viễn nghe có chút mới mẻ, gật đầu với bà. Đón giao thừa là truyền thống ăn Tết của người Trung Quốc. Qua 12 giờ đêm chính là ngày đầu tiên của năm mới. Tạm biệt năm cũ, đón năm mới chính là như vậy. Mục đích là hạnh phúc khỏe mạnh đầu năm cho người thân và bạn bè. Trước nửa đêm, pháo hoa ở cổ trấn càng thêm rực rỡ. Hàng xóm thăm hỏi nhau cũng nhiều hơn ban ngày. Cửa nhà rộng mở, bất cứ đứa trẻ nào đi vào cũng có kẹo mút linh tinh để ăn. Bờ sông cổ trấn dáng như ban ngày. Giang Mạc Viễn một tay nắm lấy chàng Loạn Thần, một tay xách túi lớn, hai người chậm rãi đi về phía bờ sông. Không khí vào đêm càng thêm nồng đậm mùi pháo hoa, nhưng hít sâu một hơi có thể cảm nhận được mùi vị cố hữu của cổ trấn. Khi đi ngang qua đền thờ Trinh Tiết, chàng Loạn Thần ngẩng đầu cười nhìn anh hỏi, anh có người được mùi gì trong không khí không? Giang Mạc Viễn cười nói, mùi thuốc pháo à? Không phải, ngoại trừ mùi thuốc pháo, thực ra còn có mùi khác nữa. Tâm trạng của chàng Noãn Thần rất tốt, mắt sáng long lanh giữa ánh trăng hệt như ngôi sao nhỏ. Bốn mùa trong năm thật ra đều có hương vị, mùi mùa đông của cổ trấn càng đậm, là một thứ mùi mát lạnh, trong lành. Giả Mặc Bến nghe vậy thì cảm thấy mới mẻ, cũng hít thử vào một hơi, sau đó lắc đầu. Ngoại trừ mùi thuốc pháo vẫn là mùi thuốc pháo, cho nên anh chỉ có thể làm ông chủ. Chàng Noãn Thần nén cười. Những người có trí tưởng tượng phong phú như em mới có thể làm thực thi. À, Giả Mặc Viễn cố ý đăm chiêu rồi làm ra vẻ hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra ông chủ đều xuất thần như vậy. Đúng vậy. Chàng Noãn Thần cười rạng rỡ. Giả Mặc Viễn ôm lấy cô xoa đầu cô. Dám đem ông xã của em ra làm trò đùa à? Không đùa anh thì đùa ai? Chàng Noãn Thần cười ngất, lấy ra một cái đèn lồng hoa đăng từ trong túi lớn ra. Giả Mạc Viễn thấy lạ bèn hỏi,
Thả đèn hoa đăng cũng là tập tục chào năm mới à? Ừ, chàng Loan Thuần nghĩ nghĩ. Chính xác mà nói thì chính là tập tục mừng năm mới ở cổ trấn. Sau khi đặt một cái đèn hoa đăng ven sông, cô khom người châm lửa, nhẹ giọng giải thích. Ngày Tết của người Trung Quốc có rất nhiều tập tục. Tập tục ở hai miền Nam Bắc cũng khác nhau, nhưng tập tục tế tổ vào đêm giao thừa lại được giữ lại. Cổ trấn cũng vậy, chẳng qua có khác với hình thức đốt mã vàng dâng hương ở những nơi khác. Dân cổ trấn thả đèn hoa có khi chưa xuống sông, bởi vì ở đây người ta tin rằng đây là cách chiếu sáng để tổ tiên biết đường về nhà ăn Tết. Già Mặc Viễn hứng thú gật đầu, lại cầm một cái đèn hoa đăng châm lửa rồi đặt ven sông. Cổ tiếp tục nói, nhà nhà ở cổ trấn đều làm vậy, trong nhà có người thân sẽ qua đời sẽ thả nhiều đèn hoa đăng hơn. Nhà nào không có bạn bè thân thích qua đời cũng vẫn thả đèn hoa đăng, đây là một tập tục giúp đỡ lẫn nhau. Già Mặc Viễn cũng lấy ra một cái, ngồi xổm xuống châm lửa. Vậy còn nhà em? Nhà em đã không còn thân thích gì ngoại trừ người bác ở Bắc Kinh. Mỗi năm bà đều làm rất nhiều đèn hoa giúp các hương thân khác. Nhà em không cần thì những người khác cũng sẽ cần. Chàng Loan Thuần cười khẽ. Già Mặc Viễn thở dài, ánh mắt dừng ở những chiếc đèn hoa đang trôi trên sông, tự đáy lòng nói, theo anh thấy nơi xa xôi này còn đẹp hơn Zurich gấp vạn lần. Có thể khiến một người đi ở đây đi đó như anh khen thường thế này, em nên thấy vui phải không? Chàng Loan Thuần nương theo ánh sáng nhìn anh. Anh nói thật mà. Sau khi Già Mặc Viễn thắp hết tất cả đèn hoa thì kéo cổ đứng lên. Cổ trấn tuy nhỏ lại rất có hệ thống, mỗi hộ dân ở đây đều rất tự giác. Cổ trấn có quy định của cổ trấn, người dân cổ trấn rất nhiệt tình yêu thương, giữ gìn môi trường sống của mình. Hiện giờ hiếm có chỗ nào mà ô tô không thể chạy vào, nhưng ở cổ trấn lại vậy. Mượn đêm này mà nói, nhà nào cũng mở rộng cửa hoan nghênh hàng xóm ghé thăm. Bọn nhỏ có thể vào bất cứ nhà nào để ăn bánh mứt. Cả cổ trấn như một đại gia đình, rất hòa thuận. Em có biết, cho dù là ở một quốc gia dù nhàn như Thụy Sĩ, vào dịp lễ Giáng sinh cũng không cách nào đạt được trình độ này. Chàng Loan Thuần gật đầu. Anh nói đúng đó, cổ trấn thực sự rất tốt. Anh biết không, một năm bốn mùa ở cổ trấn đều có nét thu hút khác nhau. Dưới ánh trăng, Già Mặc Viễn cúi đầu nhìn cô, trong mắt là sự tán thành sâu sắc. Nụ cười của cô dịu dàng điềm tĩnh, anh đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt cô lên ôn hòa nói. Anh vẫn luôn rất tò mò là nguyên nhân gì đã tạo nên một cô gái như em. Sau khi đến cổ trấn, tiếp xúc với người nhà của em, anh rốt cục cũng tìm được nguyên nhân đó. Nãn nãn, em chính là quà tặng tốt nhất mà ông trời ban cho anh. Gương mặt cô lặng lẽ ngượng ngùng, nhẹ nhàng mím môi, cô cúi đầu cười nói, em có rất nhiều khuyết điểm. Đáng quý là ở chân thật. Già Mặc Viễn kéo cô qua, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng thở dài. Hiện giờ rất nhiều người thích đeo mặt nạ ra ngoài xã hội, nhưng em thì khác, em thật trong sáng, quá chân thật, không làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi. Có người khiến anh cảm thấy mệt mỏi sao? Cô ngẩng đầu lờ đãng hỏi. Mắt Già Mặc Viễn hơi tối lại gật đầu. Xa Lâm đã từng, chàng Loan Thuần thấy anh gật đầu hơi giật mình, rồi sau đó lại nghĩ đến vị hôn thê anh từng nhắc là nói cô ấy sao. Nghĩ thì nghĩ, nhưng cô vẫn không thể nói ra miệng. Xa xa lại vang lên tiếng pháo, cô khẽ cười. Điện thoại dùng là tiếng báo tin nhắn. Già Mặc Viễn vừa lấy điện thoại ra xem, có hơn 10 tin nhắn chưa đọc, tùy tiện mở một tin xem rồi cười nói, không ngờ nhân duyên của anh ở Trung Quốc cũng không tệ. Chàng Loan Thuần dòng qua thì đều là tin nhắn chúc mừng năm mới. Khỏe khoảng gì chứ, làm như chỉ mình ảnh có. Cô cũng lấy điện thoại ra cua cua trước mặt anh, trong đó cũng có nhiều tin nhắn chúc mừng của bạn bè. Già Mặc Viễn cười càng ấm áp. Sắp đến nửa đêm rồi, anh khẽ nói. Cô cười rồi gật đầu kéo anh đi về cổ trấn. Đại đa số người dân cổ trấn đều chạy ra ngoài đón giao thừa, mọi người đều đang đếm ngược số giây. Chàng Loan Thuần cũng lớn tiếng đếm theo. 10, 9, 8. Mắt của cô ánh lên tinh thần, lúng đồng tiền đẹp như trăng sáng. Già Mặc Viễn nhìn cô mê mẩn, nhịn không được ôm lấy eo cô. 4, 3, 2, 1. Số cuối cùng được mọi người đếm ra thì trên trời muôn vàn pháo hỏa được đồng loạt phóng lên. Bầu trời đêm nháy mắt được nhuộm thành đủ mọi màu sắc.
chúc mừng năm mới. Chàng Loan Thuần nhìn ảnh cười chúc Tết. Chúc mừng năm mới. Giả Mạc Viễn cũng nhẹ nhàng chúc cô. Nói xong câu này liền ôm chặt cô. Noãn Noãn, anh yêu em. Tiếp đó là nụ hôn rơi vào môi cô. Pháo hoa nở rộ đầy trời. Bên dưới hai người ôm hôn nhau. Chưa hết tháng riêng, Ngài Niệm và Lục Quần cử hành hôn lễ theo kế hoạch. Hôn lễ được cử hành ở quê nhà. Từ sáng sớm chú rể và cô dâu đều bận rộn không ngừng nghỉ. Chàng Loan Thuần đương nhiên cũng đến dự, còn kéo cả theo cả Giảng Mạc Viễn. Ngài Niệm vốn định để chàng Loan Thuần làm phù dâu, sau khi nhìn thấy Giảng Mạc Viễn thì lập tức thay đổi chủ ý, sợ phù rể như Giảng Mạc Viễn cướp hết nổi bật của chú rể. Sau đó hạ nữ lên làm phù dâu cho cô. Giảng Mạc Viễn và chàng Loan Thuần đều được xem như người bên nhà gái, nhưng người bên Lục Quân không đủ nên Giảng Mạc Viễn đến khách sạn giúp đỡ. Trong phòng cô dâu, sáng sớm Ngài Niệm đã được trang điểm. Cô vốn đang mang thai, ốm nghén nghiêm trọng cộng thêm ham ngủ, ngồi một chút đã cực kỳ khó chịu. Nhưng may mà có Hạ Lữ và chàng Loan Thuần làm bạn, trong lòng dễ chịu chút ít. Trong lúc đó, chàng Loan Thuần cũng thử bắt chuyện với Hạ Lữ. Hạ Lữ có lòng lảng tránh, cuối cùng kế cớ chuẩn bị pháo để rời khỏi phòng cô dâu. Sau khi trang điểm xong, đợi thợ trang điểm ra ngoài, Ngài Niệm mới kéo chàng Loan Thuần qua hỏi. Hạ Lữ, và cậu rốt cuộc làm sao vậy? Chàng Loan Thuần thở dài, vốn không định nói thật với cô, nhưng nghĩ nghĩ vẫn nên nói thẳng, liền kể hết chuyện xảy ra trước Tết cho Ngài Niệm nghe. Sau khi nghe xong, Ngài Niệm cười nhẹ. Tính tình của Hạ Lữ chúng ta còn không hiểu sao, với tính cách của cậu ấy làm chuyện này cũng rất bình thường. Yên tâm đi, hôm nay mình lớn nhất, cậu ấy không cho cậu thể diện cũng phải nể mặt mình chứ. Lát nữa mình sẽ nói với cậu ấy, sẽ ổn thôi. Chàng Loan Thuần cười cười gật đầu. Như là nói lại, quan hệ giữa Hạ Lữ và bác sĩ Mạnh tốt hơn khi nào thế? Ngài Niệm thấy lạ liền hỏi. Hạ Lữ và bác sĩ Mạnh, hai người họ à? Không thể nào, đâu có nghe nói gì. Chàng Loan Thuần càng cảm thấy lạ. Chuyện của Mạnh Khiếu, Giảng Mạc Viễn biết rất rõ. Nếu hai người họ quen nhau, thông qua Giảng Mạc Viễn cô có thể biết chuyện này. Ngài Niệm nghĩ nghĩ. Có thể là mình nghĩ sai, bởi vì mình thấy Mạnh Khiếu cũng đến, là đi cùng với Hạ Lữ. Gì? Mình chưa gặp. Cô ngạc nhiên, quái lạ. Mạnh Khiếu và Hạ Lữ thân như vậy hồi nào chứ? Thì cùng với ông xã cậu đến khách sạn giúp đỡ đó. Là Hạ Nữ nói với mình còn nghĩ có phải cắp rồi, xài rồi không. Cậu biết không, phù rể là bạn của Lục Quân. Ngài Niệm hơi lo, chàng Loan Thuần nghĩ nghĩ. Có lẽ họ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Chuyện này đợi lát nữa mình phải hỏi cậu ấy mới được. Hai người họ quen nhau cũng tốt. Cậu xem, túi sách và mỹ phẩm của Hạ Nữ đều là hàng hiệu. Nói không chừng chính là Mạnh Khiếu mua cho cậu ấy. Ngài Niệm mỉm cười kín đáo. Chàng Loan Thuần hơi đăm chiều, sự thay đổi của Hạ Lữ thực ra trước kia cũng rất rõ ràng. Ngài Niệm còn định nói gì đó lại biến sắc chạy vào toilet, bắt đầu nôn khan. Chàng Loan Thuần lo lắng chạy theo, đợi sau khi cô dễ chịu hơn một chút mới rút khăn giấy đưa cho cô, thở dài. Ngài Niệm, thực sự mình không hiểu. Không hiểu tại sao mình còn muốn gả cho Lục Quân à? Ngài Niệm yếu ớt ngồi xuống vỗ ngực. Đúng vậy, rõ ràng cậu biết anh ta phản bội cậu mà. Chàng Loan Thuần đau lòng nhìn cô. Ngài Niệm ngã sang một bên nhìn cô xoa bụng. Đứa bé là vô tội, mình muốn đứa con này, đồng thời cũng không để nó thiếu bà. Chỉ đơn giản vậy thôi. Lục Quân có biết chuyện cậu ngày đó ở bên cạnh không? Ngài Niệm lắc đầu, ngực chàng Loan Thuần càng đau hơn, kéo tay cô qua. Tội tình gì chứ? Nếu đã quyết định kết hôn với anh ấy, chuyện này nói ra đối với ai cũng chẳng ích lợi gì. Ánh mắt Ngài Niệm trống trải. Chàng Loan Thuần nhìn cô, nhất thời không biết phải nói gì. Đừng khổ sở thay mình, cậu phải biết rằng hiện giờ phần đông người ta lấy nhau đều là vì cha mẹ. Cậu còn yêu anh ấy? Nói không yêu là giả, dù sao tình cảm cũng nhiều năm như vậy rồi. Nhưng mà bởi vì yêu anh ấy nên rất hận anh ấy. Ngài Niệm cắn môi. Vậy cuộc sống của cậu sẽ rất vất vả. Chàng Loan Thuần không hiểu được tâm trạng của cô. Tình cảm có lẽ chính là như vậy. Sở dĩ cậu cảm thấy không tiếp nhận được là bởi vì cậu chưa từng trải qua. Ngài Niệm siết nắm tay cười dịu dàng. Con người sống ở đời chưa hẳn mọi chuyện sẽ được như ý. Sẽ có người đàn ông như vậy làm cậu
vướng bận không thôi. Có lẽ anh ta hoàn toàn là tiền khốn, có lẽ anh ta cài bẫy để yêu cầu, có lẽ anh ta tồi tệ đến mức ước gì có thể giết quách anh ta đi. Thế nhưng khi cậu còn chưa hoàn toàn tuyệt vọng về anh ta, chỉ có thể dùng thứ cảm giác vừa yêu vừa hận để đối mặt. Giống như mấy bộ phim thường nói đó, trên đời này có ai chưa từng yêu qua một kẻ, hai kẻ xấu chứ. Chàng nam thần nhìn cô có chút giờ khóc giờ cười, lắc đầu. Đây là lý luận của cậu. Tin mình đi, đây là lý luận mà đại đa số phụ nữ đã trải qua chuyện này đúc kết được. Ngài Niệm nhìn cô. Người có thể ung dung buông tay thực sự chính là không yêu, mình hiện giờ vẫn chưa làm được. Chàng nam thần thở dài ôm lấy cô. Cậu là bạn tốt của mình chỉ hy vọng cậu sống thật hạnh phúc. Mình biết, Ngài Niệm khẽ nói. Đây cũng chính là lời chúc phúc lớn nhất mà mình muốn nói với cậu. Trong phòng cô dâu đầy đắp đầy tình bằng hữu đồng đậm. Cho đến khi Ngài Niệm, cậu vẫn là lo cho bản thân thì hơn. Nó thật luôn là người hạnh phúc hơn chúng ta, không đến lượt chúng ta quan tâm đâu. Hạ Lữ chuẩn bị xong mọi thứ thì trở về phòng cô dâu. Cô mặc váy phù dâu, đẹp đến nỗi người khác không dám nhìn thẳng. Chàng nam thần ngần già dương mắt nhìn cô. Hạ Lữ đi vào ngồi xuống giữa hai người, như cười như không nhìn chàng nam thần. Mình nói đâu có sai, làm gì dùng ánh mắt thế này nhìn mình chứ. Hiện giờ cậu gả vào nhà giàu rồi, là bà dạng tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng có chuyện cậu có thể không biết, có liên quan đến ông xã Giàng Mạc Viễn của cậu. Chương 35, hồn lễ. Ngài Niệm hết nhìn chàng Nát Thuần lại nhìn Hạ Lữ nói. Nói gì vậy? Hạ Lữ nhún vai. Hạ Lữ, cậu nghe được chuyện gì? Chàng Nát Thuần lưu tâm đến câu nói vừa nãy của cô, khẽ hỏi. Hạ Lữ nghĩ nghĩ nhìn chàng Nát Thuần. Mình cũng chỉ nghe Mạnh Thiếu vô tình nói ra thôi. Ý tứ đại khái là con gái của ông Nam và ông xã cậu Giàng Mạc Viễn từng yêu nhau. Chuyện này cậu biết không? Chàng Nam Thuần sững sờ lắc đầu. Ngài Niệm không thể tưởng tượng nổi, nói. Gì đây? Giàng Mạc Viễn và Nam yêu tuyển á? Họ từng yêu nhau. Nói xong kéo tay chàng Nam Thuần qua. Hiện giờ cậu sắp gả cho anh ta rồi, tốt nhất nên điều tra rõ ràng rốt cục anh ta từng có quan hệ với cô gái nào, sao lại loạn như vậy chứ? Tin tức bất ngờ này khiến chàng Noãn Thuần cũng ngơ ngác, nhất thời không biết nên nói gì. Lúc trước, không phải cậu nói thái độ của Nam Ưu Tuyền với Giàng Mạc Viễn thực sự rất gay gắt sao? Theo như lời này vậy, chính xác trước kia hai người từng có quan hệ rồi, nếu không có cô gái nào rảnh rỗi lại đi thờ ơ với anh ta chứ? Hạ Lữ thở dài, hàng loạt cảnh tượng từng chạm mặt với Nam Ưu Tuyền hiện lên trong đầu chàng Hoan Thần. Cảm giác kỳ hoặc và bế tắc nổ tung trong đầu cô, không phải Giàng Mạc Viễn có vị hôn thê sao? Khi nào mà anh ấy lại từng quen biết với Nam Ưu Tuyền, anh ấy chưa từng đề cập qua. Vậy Mạnh Khiếu kia nói thế nào? Cô nhịn không được hỏi. Hạ Lữ lắc đầu. Chỉ nó hớ một câu như vậy, mình có hỏi lại thì anh ta lại làm ra vẻ giữ kín mọi chuyện, sống chết cũng không chịu nói thêm. Ngài Niệm nhìn thấy vẻ mặt của chàng Nan Thần, vội vàng lên tiếng an ủi. Ai già, nói không chừng chỉ là hiểu lầm, đừng nghĩ nhiều quá. Sự nghi hoặc lan tràn trong mắt chàng Nan Thần, cô lắc đầu. Nếu thốt ra từ miệng của Mạnh Khiếu, nhất định chuyện này không xài được. Tóm lại, cậu quản tốt ông xã cậu đi, đừng để giống như Lục Quân. Hạ Lữ không nể nàng nói. Hạ Lữ! Chàng Nam Thần ngẩng đầu nhìn cô, lần này đến phiền Ngài Niệm im lặng. Hạ Lữ nhìn thoáng qua Ngài Niệm, tay kéo cô qua, ân tình sâu xa nói. Cậu thực sự cho rằng sẽ hạnh phúc khi gả cho Lục Quân? Ngài Niệm cụp mắt thật sâu sau mới nói. Hạ Lữ, hạnh phúc là thứ không có tiêu chuẩn và định nghĩa. Được rồi! Hạ Lữ lắc đầu bất đắc dĩ. Nếu Ngài Niệm đã lựa chọn, chúng ta nên tôn trọng quyết định của cậu ấy. Cho dù hiện giờ có muốn hối hận cũng không kịp rồi, chỉ bằng thật lòng chúc phúc. Chàng Loạn Thần khẽ nói. Hạ Lữ nhìn cô cười cười. Loạn Thần, không phải cô gái nào cũng may mắn như cậu đâu. Lại chiếc mũi dùi về phía cô, chàng Loạn Thần cũng đành chịu, đối diện với Hạ Lữ nói. Hạ Lữ, chúng ta phải vì một tề viện viện mà cứng với nhau thế này ư?
Mỗi người khi đạt được thứ gì đó cũng sẽ mất đi thứ gì đó tương tự. Không phải là tình bạn giữa chúng ta cũng sẽ là như vậy chứ? Hạ Lữ nhíu mày. Chuyện tại bệnh viện đã qua rồi, mình không muốn nhắc lại. Noãn Thần, mình cảm thấy chuyện cũng chẳng có gì mà cậu cứ làm quá lên. Là thái độ nói cậu có chuyện quá dở hơi. Mình nói cậu gà vào nhà giàu có gì sai không? Mình có được cũng có mất, trong mắt cậu cũng chỉ thấy được vẻ mặt vẻ vàng mà thôi. Noãn Thần, không phải cậu có mức thành cao đó chứ? Hai người càng cãi càng hằng, ngài niệm bị hai người làm cho nhức đầu, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Đủ rồi, hai cậu đừng cãi nữa, đang yên đang lành tự nhiên sao lại cãi nhau vậy? Chàng Noãn Thần không thèm lên tiếng, nhưng ngón tay run rẩy, xem ra tức giận không nhẹ. Hạ Lữ không vui đứng dậy. Quên đi, mình cũng lười nói thêm gì nữa. Lúc đi tới cửa, cô xoay lại nhìn thoáng qua chàng Noãn Thần nói. Cậu luôn miệng nói quý trọng tình bạn giữa chúng ta, kết quả thì sao? Đừng ra vẻ như bản thân oan ức lắm. Trong tình bạn này, chàng Noãn Thần cậu nhớ cho kỹ, mình chẳng nợ cậu cái gì. Nói xong mở cửa bỏ đi. Ngài Niệm nghe mà chẳng hiểu ra sao, quay đầu nhìn chàng Noãn Thần. Cậu đã làm gì? Chàng Noãn Thần yếu ớt lắc đầu. Cậu ấy trách mình chuyện có thể viện viện. Ngoài chuyện đó ra, mình thực sự không nghĩ ra mình đã chọc gì cậu ấy khiến cậu ấy bất mãn. Quên đi, tính tình của cậu ấy chính là như vậy, sáng nắng chiều mưa. Ngài Niệm nhẹ giọng an ủi. Xin lỗi cậu, ngày trọng đại của cậu còn khiến cậu bận lòng. Chàng Noãn Thần cảm thấy thật có lỗi. Là mình nói xin lỗi mới đúng, còn sẽ bảo rằng hòa cho hai cậu, kết quả còn làm cho hai cậu cãi nhau dữ hơn. Ngài Niệm thở dài. Từ từ đi, cậu cũng không phải là không biết Hạ Lữ là người cảm tính, không có mâu thuẫn gì mà không thông được. Chàng Noãn Thần kéo tay cô qua gật đầu. Nơi diễn ra hôn lễ thật ấm cúng, cảnh tượng này khiến chàng Noãn Thần nhớ đến bộ phim 33 ngày thất tình. Có người cười chúc phúc, có người cứ luận miệng lải nhải, có người chúc sớm sảnh quý tử, có người khóc. Người khóc là mẹ của Ngài Niệm, Ngài Niệm cũng rớt nước mắt theo, còn có cô. Chàng Noãn Thần cũng khóc, không biết vì sao khi MC nói đến đoạn hai người phải dắt tay nhau cả đời, tin tưởng đối phương, không giấu giếm, không lừa dối, khóe mắt cô lại đỏ lên, cuối cùng quay mặt đi, nước mắt cứ thế tuôn ra. Bạn thân kết hôn, đây là cảnh tượng cô muốn nhìn thấy nhất. Nhưng cảnh tượng này có bao nhiêu xót xa thì có cô biết, Hạ Lữ biết, bản thân Ngài Niệm cũng biết. Giả Mặc Viễn ôm cô vào lòng, ung dung cười mỉm nói với những người khác. Bạn thân kết hôn nên cô ấy xúc động quá. Cô xúc động, nhưng nhiều hơn cả hết là cảm giác đó chính là đau lòng. Khi phù dâu Hạ Lữ xuất hiện làm trước mắt mọi người sáng ngời, nói một cách công bằng, Hạ Lữ xinh đẹp hơn chàng Noãn Thần rất nhiều. Bất luận là dáng người cao ráo hay số đo bà phòng đều thuộc hàng hot girl. Ngoại trừ việc không trắng bằng chàng Noãn Thần, làn da của chàng Noãn Thần rất đẹp, khiến ai nấy đều ganh tị. Tuy rằng cô không bằng chàng Noãn Thần, làn da của chàng Noãn Thần rất đẹp. Tuy cô không phải là người đẹp nhất, nhưng làn da lại đẹp bẩm sinh không chút tì vết. Còn Hạ Lữ có màu da của người châu Á, phơi nắng một chút sẽ bị đen đi, cũng giống như da của Ngài Niệm. Nhìn ra được váy phù dâu của cô là giày cổng chuẩn bị, không phải hàng rẻ hay hàng ở những khu mua sắm bình thường. Bộ váy mặc lên cơ thể hoàn mỹ của cô phát họa lên hình thể đầy đặn, phù rẻ bên cạnh cứ dán mắt nhìn cô. Còn Hạ Lữ thì không hề ngó ngàng đến anh ta, cả quá trình chỉ dịu dàng mỉm cười. Mạnh Khiếu ngồi cùng bàn với chàng Noãn Thần cùng và chàng Mặc Viễn. Chàng Noãn Thần nhịn không được khuếch chàng Mặc Viễn, thấp giọng hỏi. Có phải Mạnh Khiếu có ý gì với Hạ Lữ không? Anh có nghe nói hai người họ đang qua lại với nhau không? Giả Mặc Viễn quay đầu nhìn thoáng qua Mạnh Khiếu, hai mắt của Mạnh Khiếu đều tập trung vào Hạ Lữ ở trên sân khấu. Hiển nhiên cũng thấy phù rẻ không ngừng đưa mắt quan sát Hạ Lữ, sắc mặt anh có chút không vui. Sau khi nhìn xong cảnh đó, Giả Mặc Viễn quay đầu lại, thấp giọng nói vào tai chàng Noãn Thần. Có vẻ rất giống, nhưng anh không nghe nói hai người họ đang quen nhau. Vậy sao Mạnh Khiếu lại đến đây? Anh ấy đâu có quen biết Ngài Niệm. Chàng Noãn Thần khó hiểu hỏi. Vừa rồi Mạnh Khiếu nói với anh ta và Hạ Lữ tình cờ gặp nhau trên đường, thấy Hạ Lữ đang đi dự lễ cưới nên anh ta cũng chạy tới góp vui. Giả Mặc Viễn giữ nguyên nụ cười, lại kể rõ mọi chuyện cho cô biết. Chàng Noãn Thần ngước nhìn anh.
Anh tin lời anh ta nói à? Tin chứ, đây là tác phẩm của Mạnh Khiếu. Giang Mặc Viễn cười nhẹ nhưng lại truyền đề tài. Nhưng mà anh cảm thấy hai người họ không hợp nhau. Chàng Nhãn Thần hoài nghi hỏi. Tại sao? Không có ý bôi nhọ bạn em đâu nhé. Anh thấy tính mục đích của Hạ Lữ quá mạnh. Anh nói đúng trọng tâm. Chàng Nhãn Thần cúi đầu trầm tư, trong lòng có chút buồn. Giang Mặc Viễn nhìn người rất chuẩn, nhưng biến cố trên thương trường đã sớm thổi luyện cho anh một đôi mắt sắc bén. Nhưng bình luận này đặt trên người Hạ Lữ ít nhiều có chút tàn nhẫn. Em biết anh muốn nói cái gì, là cảm thấy trên quan hệ nam nữ cậu ấy có hơi quá đúng không? Cô nói. Giang Mặc Viễn cười cười từ chối cho ý kiến. Ai cũng bị bức ra nồng nỗi đó, không có ai bẩm sinh đã thích cuộc sống như bèo trôi, nhất là phụ nữ. Chàng Nát Thần nhìn Hạ Lữ trên sân khấu, ánh mắt dịu dàng. Hạ Lữ qua trước kia tin tưởng vào tình yêu hơn bất cứ ai. Mỗi một cuộc tình cậu ấy đều rất thật lòng cho đi, đối tốt với đàn ông đến nỗi ngay cả em và Ngài Niệm cũng phải chê cười cậu ấy. Còn nhớ người bạn trai đầu tiên của cậu ấy là vào thời đại học, đối phương là đàn anh của tụi em. Còn nhớ hai người họ yêu nhau cuồng nhiệt, Hạ Lữ ngoan ngoãn phục tùng anh ta, mỗi lần tự học đều pha nước chanh mà anh ta thích uống. Anh ta học khuya bao nhiêu thì cậu ấy thức khuya bấy nhiêu, quần áo giờ của anh ta đều do cậu ấy giặt. Biết anh ta muốn ăn thức ăn quê nhà, liền bảo hiểm chạy đến nhà hàng trong thành phố, đến tối mịt vẫn chưa về để mua cho anh ta. Anh có biết khu tụi em học là ở Sương Bình, khi đó làm gì có tàu điện ngầm chứ, rất dễ bắt hụt xe. Giang Mặc Viễn nhìn cô chăm chú lắng nghe. Kết quả thì sao? Đối xử với tên đó thì được lợi ích gì? Sau khi tốt nghiệp, hắn liền dứt khoát chia tay Hạ Lữ. Nguyên nhân chính là cảm thấy Hạ Lữ không giúp đỡ được gì cho hắn. Tên đó nhanh chóng tìm một thiên kim nhà cục trưởng. Ở Bắc Kinh, hắn được một công việc tốt. Lúc ấy Hạ Lữ như sắp phát điên. Chàng Đoạn Thần nhớ lại chuyện này cũng thấy đau lòng. Cuộc tình thứ hai, Hạ Lữ cũng đầu tư không ít tình cảm vào đó. Là lúc cậu ấy vừa đi làm, cô ấy thực sự muốn quên đi quá khứ, bắt đầu lại lần nữa. Lúc ấy người đàn ông đó đề nghị sống chung, cậu ấy không đồng ý. Nhưng đến lễ Tết hai ngày nghỉ đều chạy đến nhà anh ta dọn dẹp. Đừng thấy Hạ Lữ tùy tiện, cô ấy nấu ăn rất ngon. Lúc công việc anh ta không suôn sẻ là Hạ Lữ dùng tiền lương của mình để nuôi hắn. Mấy ngày lễ lộc không có hoa tươi hay quà tặng, Hạ Lữ hoàn toàn không cần. Thứ cậu ấy cần là tình cảm từ phía hắn. Nhưng cuối cùng thì thế nào? Tên đó trộm hết tất cả tiền gửi ngân hàng của Hạ Lữ, trả phòng rời khỏi Bắc Kinh, còn bảo rằng vì Hạ Lữ quá bảo thủ nên hắn không chịu đựng nổi. Chàng Nhãn Thần càng nói càng tức, nhìn Giang Mặc Viễn. Anh nói xem, tên đó có phải là đàn ông không? Ngay cả em cũng muốn mắng người. Lúc ấy Hạ Lữ còn nhốt mình trong nhà suốt một tuần, em và Ngài Niệm luôn ở bên cậu ấy. Sau đó cậu ấy cũng có quen thêm hai người bạn trai nữa, nhưng lần nào cũng bị tổn thương. Sau khi chấm dứt mối tình cuối cùng, Hạ Lữ không còn rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Cậu ấy chỉ bình tĩnh nói một câu, từ nay về sau mình sẽ không tin vào tình yêu nữa. Có lẽ khoảnh khắc đó cậu ấy hoàn toàn mất hết hy vọng vào tình yêu nam nữ. Giang Mặc Viễn im lặng lắng nghe, sau khi nghe xong thì thở dài đáng tiếc ôm lấy cô. Thật xin lỗi, anh thu hồi câu nói mới nãy, anh không biết những chuyện xảy đến với Hạ Lữ. Chàng Nhãn Thần nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, lại nhìn Mạnh Khiếu ở kia. Cho nên, em thật sự rất hy vọng Mạnh Khiếu có thể mang đến niềm tin và hạnh phúc cho Hạ Lữ. Hiện giờ Hạ Lữ hoàn toàn dùng một thái độ rừng rừng và tùy tiện để đối đãi với tình yêu. Thực sự em biết là do cậu ấy sợ lại bị tổn thương, lại thất vọng. Người tài là muốn trốn tránh thống khổ để có được chút vui vẻ, không phải sao? Giang Mặc Viễn cúi đầu hôn nhẹ lên trán cổ cười. Tin tưởng Mạnh Khiếu vậy à? Anh ta lằng nhằng lắm đấy. Có thể trở thành bạn của anh, em nghĩ người đó cũng không quá tệ. Chàng Nhãn Thần chớp chớp mắt với anh. Con người Mạnh Khiếu tùy rằng nhìn qua có chút bất cần đời, nhưng khi làm việc lại vô cùng tỉ mỉ và nghiêm túc. Người đàn ông như vậy thực ra là người rất có ý thức trách nhiệm, chỉ là chưa gặp được người khiến anh ta rung động thôi. Em phân tích như thế cũng có chút thấu đáo. Từ ngày anh quen biết Mạnh Khiếu đến nay, chưa từng thấy cậu ta yêu đương nghiêm túc. Giang Mặc Viễn có chút đăm chiêu. Hai người quen nhau từ khi nào? Giang Mặc Viễn cười cười. Từ thuở còn đầy trỏm.
À, chàng Noãn Thần cười, chỉ mong tất cả mọi người đều hạnh phúc. Giảng Mặc Viễn khẽ thở dài, tự đáy lòng nói. Chàng Noãn Thần nhìn đôi tần nhân trên sân khấu kia, lại nhìn Hạ Lữ. Thực sự lúc trong phòng cô dâu cũng khá tức giận, nhưng cô làm sao có thể giận Hạ Lữ đầu lầu được chứ. Thời điểm tất yếu cô phát hiện mình vẫn còn nói giúp cô ấy. Cô biết rõ quá khứ khó khăn của Hạ Lữ. Thật ra thì gia cảnh cô, Hạ Lữ và Ngài Niệm đều không khác nhau là bao. Nhưng là con gái của gia đình bình thường, không nhờ cậy gì được trong nhà, chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Cho nên mặc kệ thế nào, cô cũng không thực sự tức giận với Hạ Lữ. Lờ đáng nhớ đến lời nói vừa nãy của Hạ Lữ, chàng Nói Thần thoáng tự hỏi một chút rồi nhìn Giảng Mặc Viễn. Gần đây anh có tin tức gì của Nam Ưu Tiền không? Giảng Mặc Viễn nhếch mày. Nam Ưu Tiền không rõ lắm, có gì không? Trước giờ anh không có qua lại với cô ấy. À không có gì, chỉ là hôm nay tán sóc với Ngài Niệm, vô tình nhắc đến chị ấy. Dù sao cũng từng học chung trường, hôm nay không thấy chị ấy đến tham dự hôn lễ, nên không biết có việc bận gì không. Chàng Noãn Thần vừa nói vừa âm thầm quan sát vẻ mặt của Giảng Mặc Viễn. Thế nhưng vẻ mặt của Giảng Mặc Viễn bình thường, nếu không phải anh giỏi ngụy trang, vậy chứng tỏ chuyện này chỉ là tin đồn vô căn cứ. Nghe vậy, anh chỉ cười nhẹ mà không nói tiếp. Mặc Viễn, anh cảm thấy Nam Ưu Tiền là người thế nào? Cô lại dò hỏi. Cái gì thế nào? Anh khó hiểu. Chỉ là có người muốn làm quen với chị ấy. Cô viện cớ. Anh có giao tình với nhà họ Nam, chắc cũng khá hiểu biết chị ấy. Giảng Mặc Viễn nhếch môi cười kéo tay cô qua. Nói thật, anh chẳng biết nhiều về cô ấy đâu. Có điều nếu em muốn giới thiệu bạn trai cho cô ấy, không ngại nghe lời đề nghị của anh chứ? Cô nhìn anh chăm chú. Nói thế nào thì Nam Ưu Tuyền cũng là tiền kim của nhà họ Nam, có mắt của cô ấy nhất định rất cao, hẳn là sẽ không chịu người bạn mà em muốn giới thiệu đâu. Giảng Mặc Viễn khẽ nói. Chàng Noãn Thần thở dài, phát hiện anh hiểu nhầm ý mình, đang nghĩ làm thế nào để tiếp tục đề tài này. Chú rể và cô dâu đã làm lễ xong, cả phòng vang lên tiếng vỗ tay như sớm rèn. Giảng Mặc Viễn cũng vỗ tay theo, nhìn gương mặt mỉm cười của anh, chàng Noãn Thần không khỏi nhủ thầm, lời Mạnh Khiếu nói rốt cục có phải thật hay không. Quả năm mới lại bắt đầu một năm đầy bận rộn. Mọi người nghỉ Tết xong, ít nhiều còn đắm chìm bên trong không khí ngày nghỉ lễ, trước 15 tháng giêng cũng không thể nào có tâm trạng để làm việc. Tiêu Duy là công ty vốn nước ngoài, mấy chuyện nghỉ lễ thế này cũng thể hiện rõ tính ưu việt. Hết thảy hạng mục đều chuyển sang đến sau Tết Nguyên Tiêu mới hoạt động. Trước ngày 15 làm chút việc duy trì công tác là được. Mặt khác, công ty đối tác cũng không khẩn trương lắm, nhưng chàng Noãn Thần không chịu lời lòng, lượng công việc mỗi ngày chỉ có hơn chứ không thấy giảm. Điều đáng mừng chính là Hạ Lữ và cô hòa thuận trở lại, trên phương diện công việc cũng tốt, mà riêng từ bình thường cũng không khác gì. Điều này khiến cô an tâm rất nhiều. Bạn của Lục Quân cũng chính là phù rể hôm lễ cưới bắt đầu công cuộc theo đuổi Hạ Lữ. Mỗi ngày đều gửi một bó hoa to đến công ty, sau đó từ lúc đi làm đến lúc tan ca, biểu hiện hình tượng người đàn ông cực kỳ si tình. Nhưng hiển nhiên Hạ Lữ không tiếp nhận, hoa tươi được đưa đến bị ném thẳng vào sọt rác hoặc tờ cho cô lao công. Lúc tàn cả đều về cùng với chàng Noãn Thần, sau khi thấy anh ta nói thì nói thẳng là muốn cùng bạn bè ăn cơm. Gia cảnh của chú rể này không tệ, nghe Lục Quân nói trong nhà có khu quảng mọ, bình thường lái xe xịn, chỉ là diện mạo không hợp nhãn, là loại người điển hình không biết cách ăn mặc hệt như địa chủ. Vì thế Hạ Lữ rất phản cảm, người cô ghét nhất chính là ông chủ quặng mỏ hoặc cậu ấm của ông chủ quặng mỏ. Cô cảm thấy nội tâm của mấy người thế luôn ẩn chứa ý tưởng nhà giàu mới nổi không cải thiện được. Thực ra thì chàng Nát Thần cũng đề nghị Hạ Lữ nên tiếp xúc thử xem thế nào. Nhưng sau khi nghe tiếp xúc một hai lần thì ngay cả cô cũng lắc đầu ngào ngán. Anh chàng này quá thích khoe mẽ, cho anh ta thời gian 5 phút đồng hồ, anh ta sẽ dùng toàn bộ nó để giới thiệu bản thân mà không phải lắng nghe. Người như thế quá mức tự đề cao mình, ở bên cạnh anh ta sẽ mệt chết mất. Hạ Lữ không cho đối phương chút mặt mũi nào, mỗi đêm vẫn đi bà uống rượu nhảy nhót. Chàng Noãn Thần vốn rất lo lắng, nhưng phát hiện khoảng thời gian này tần suất xuất hiện của Mạnh Khiếu ngày càng dày đặc thì cũng an tâm không ít. Hy vọng Mạnh Kiếu có thể mang đến một cuộc sống hoàn toàn mới cho Hạ Lữ.
Sau hôn lễ của ngài Niệm thì chính là hôn lễ của cô và Giang Mạc Viễn, là ngày chủ nhật tuần đầu tiên sau khi qua 15 tháng riêng. Thời gian này Giang Mạc Viễn cũng có ý hỏi ý kiến của cô. Sau đó thì không hỏi nhiều nữa, dường như toàn bộ lễ cưới đều do anh sắp xếp. Chàng Noãn Thần không phải không cảm động đối với việc này. Dưới tình huống cả hai đều bận rộn công việc, anh đảm nhiệm nhiều việc lặt vặt của hôn lễ hơn, sao cô không khiến cô rung động được chứ? Vì thế tối này cô đã tan ca sớm, trước đó đã tranh thủ đi siêu thị mua túi lớn nguyên liệu nấu ăn về nhà, lại in ra một tập giấy thực đơn tải lên trên mạng xuống, đích thân vào bếp. Chương 36, hai ngày quan trọng. Giang Mặc Viễn về đến nhà, vừa mới chuẩn bị đồ giày liền loáng thoáng nghe được tiếng động truyền đến từ nhà bếp. Anh hết hồn, đặt cáp táp xuống chạy nhanh xuống bếp. Là tiếng chào có cán đệm mà xuống mặt đá cầm thạch. Người gây ra tiếng động là chàng Noãn Thần. Giang Mặc Viễn đi vào chính là nhìn thấy cảnh tượng thế này. Chàng Noãn Thần đeo tạp dề, một tay cầm một xấp giấy dày, một tay dừng ở giữa không trung, mắt mở to nhìn vào cái chảo rớt xuống đất, đứng bất động giữa bếp nhưng chưa nhúc nhích. Anh ngạc nhiên nhìn một hồi mới hiểu ra là cô muốn xuống bếp. Noãn Noãn, em... Lúc này chàng Noãn Thần mới hoàn hồn, vội vàng cầm cái chảo lên, xấu hổ cười cười với anh. Cái này thực ra mới vừa trượt tay thôi. Em đang muốn làm gì? Giang Mặc Viễn lại nhìn thoáng qua nơi khác, trên đất có đầy nguyên liệu nấu ăn đủ màu sắc. Nấu nướng. Đúng vậy, tối nay anh đợi tiệc lớn đi, yên tâm, rất nhanh sẽ xong thôi. Chàng Noãn Thần tràn đầy tự tin, lại nhìn anh khẽ nói. À, sao anh mang giày vào nhà thế, mau đi thay đi. Trong lòng Giang Mặc Viễn cảm thấy ấm áp, môi mỏng khẽ mím, xoay người ra cửa đổi giày. Trong bếp lại là một tràng tiếng lách cách. Giang Mặc Viễn thay dép xong, lại lên lầu thay đồ ở nhà, đứng ở cửa bếp ngắm cổ thật bận rộn. Thật lâu sau, thật sự nhịn không được hỏi. Noãn Noãn, em xác định em nấu được à? Chàng Noãn Thần cúi đầu xem công thức nấu ăn, liếc mắt nhìn anh một cái. Đương nhiên, lúc ở Thông Châu đều là tự em nấu cơm cho mình mà. Nói xong ngẩng đầu, nhìn anh giải thích. Em đó, tuy tài nghệ nấu nướng kém đầu bếp một chút, nhưng món ăn bình thường vẫn có thể nấu được. Nhưng tối nay, em lại không nấu món ăn bình thường. Đều là những món rất cầu kỳ, là loại trùng tây kết hợp. Trước kia em chưa từng nấu, đương nhiên có chút luống cuống rồi. Đưa công thức cho anh xem. Giang Mặc Viễn đưa tay, chàng Noãn Thần đưa cho anh. Anh cầm như lấy nhìn lướt qua, không nhịn được cười nói. Cách làm món này khá rườm rà, em được không? Đừng nhìn được, anh đói rồi à? Đói thì ăn chút đồ lót bụng ở trước mặt đi. Chàng Noãn Thần lại lấy lại công thức trong tay anh, nhẹ giọng nói. Giang Mặc Viễn lắc đầu đi hẳn vào bếp. Này, anh định làm gì? Cô ngạc nhiên giữ anh lại. Giúp em, lỡ như em làm đổ luôn cả nhà bếp thì sao? Giang Mặc Viễn nhịn cười rửa tay thật sạch. Không cần không cần, anh mau ra ngoài đi, anh ở đây em không phát huy tốt được. Chàng Noãn Thần vội vàng nói, để anh ra cửa bếp. Anh yên tâm đi, hiện giờ em đã kèm với mấy dụng cụ trong bếp rồi, tuyệt đối không xảy ra vấn đề đâu. Nhưng nói đi phải nói lại, anh chú trọng ăn uống thật đó. Bếp có rất nhiều dụng cụ em chưa từng nhìn thấy. Nhiều thứ để dùng để làm món tây, người giúp việc thỉnh thoảng sẽ nấu. Giang Mặc Viễn giải thích. À, chàng Noãn Thần lấy chai dầu ô liu ra, quay đầu nhìn anh. Anh tựa vào khung cửa, như cười như không nhìn cô. Ai dạ, anh mau đi ra đi mà, lát nữa toàn mùi dầu khói bếp không đó. Cô xua tay với anh. Giang Mặc Viễn mím môi. Anh đứng quan sát cũng không được. Không được. Chàng Noãn Thần vừa nói vừa xem công thức bắt đầu đổ dầu ra, lại trộn đều những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn, đảo chúng xong mới nói. Em vốn muốn làm anh ngạc nhiên, không ngờ hôm nay anh về sớm vậy. Nụ cười bên môi Giang Mặc Viễn rộng mở, nhìn bóng dáng cô qua lại, anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đeo tạp dề của cô. Hôm nay là lần đầu tiên. Cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồ bộ màu vàng nhạt, có vẻ tạp dề cũng là mới mua. Hình như là kẻ ô vuông màu nhạt cổ thích. Cô gọn gàng thoải mái như vậy, dáng vẻ cúi đầu chăm chú nêm gia vị vô cùng nghiêm túc. Anh không ra ngoài ngày, vẫn đứng đó nhìn cô không chớp mắt.
Kỳ lồng ngực tràn ngập ấm áp, không tự chủ được bước nhẹ đến, dịu dàng ôm lấy cô từ đằng sau. Trên người em toàn mùi dầu mỡ, anh buông ra đi. Chàng Nát Thần quay đầu vội vàng nói, anh đâu chê hồi. Sa Mặc Viễn cười nhẹ, cánh mũi dán vào tóc cô, tự đáy lòng nói, cám ơn em. Anh chưa bao giờ có cảm giác này. Sau khi tan ca về nhà, bà xã bận rộn trong bếp nấu bữa tối. Trong nhà ngập làn ánh sáng màu vàng nhạt. Ánh sáng này ấm áp và thỏa mãn như cảm giác trong lòng. Ở Thụy Sĩ lúc anh còn nhỏ, nhìn thấy chỉ là dáng vẻ bận rộn của đầu bếp riêng trong nhà. Cha mẹ anh thì bận rộn công việc, bận đến nỗi đôi lúc cả thời gian về nhà dùng cơm cũng không có. Thời gian anh du học ở nước ngoài, sinh hoạt trong cuộc sống đều do anh tự làm. Từ lúc đó anh đã sớm hình thành thói quen tự lập. Nhưng hôm nay Trang Nõn Thần bất giác mang đến cảm giác ấm áp cho anh. Anh hiểu được, có cô, nơi này mới là nhà. Nhìn thấy Trang Nõn Thần thế này, anh mới thực sự ý thức được, có vợ thật thần kỳ. Anh cho cô một căn nhà, còn cô có thể cho anh cả một gia đình. Vùi đầu thật sâu bên tai cô, hơi thở phà ra cũng đầy thỏa mãn. Xin chào các bạn, mùa hè đã đến và cái nóng ở miền Bắc đã lên đến 41 độ là nhiệt độ cao nhất. Mà nói đến mùa hè thì chắc hẳn chúng ta đều chờ mùa hè để được đi du lịch. Vì vậy bảo anh xin thông báo với các bạn một tin. Đó là trong ngày từ mùng 8 đến ngày 11 thì gia đình bảo anh quyết định sẽ tổ chức đi du lịch để tránh cái nóng chói chang như thế này. Trong thời gian đó thì kênh YouTube Người Đứng Trong Gió và Người Đứng Trong Nắng sẽ tạm thời ngừng hoạt động. Sau ngày 11 thì sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường. Rất mong các bạn sẽ thông cảm vì sự bất thiện này. Xin chào và hẹn gặp lại.